mới dùng thử 3 tháng nhưng dàn mỹ nhân cây bít đã muốn 2024 trôi qua thật mau. Ha So Hee là mình làm mẩy cho nhiều rồi chia tay tình mới sau 2 tuần công khai, mất drop, mất phim, mất luôn người yêu. Càng cay hơn khi tình cũ tình bơ đi quay phim, lên bìa tạp chí. Karina bị fan quay lưng, phải viết thư xin lỗi sau khi xác nhận tìm hiểu Lee Jae Gook. Chỉ hơn tháng nhà trai lên tiếng tuyên bố chia tay trước, khẳng định chọn sự nghiệp thay vì yêu đương. Lần sau anh không thích ý? thì anh luôn, luôn từ đầu là anh không thích Ôi đi. Anh chưa muốn yêu đương, anh muốn tập trung cho sự nghiệp. Kim Sejon tâm lý hỗn loạn đang ảnh thân mật với Kim Soo Hyun, đã sa cơ nay còn bị ghét. Song Ha Jun mới hot nhờ vai trà xanh nay đã vướng lùng sùng vuốt má đàn em tận 90 phút. Trời ơi, không biết. Làm sao vậy? Sao mới đầu không nói vậy đó? 2024 mới trôi qua 3 tháng thôi nhưng dàn mỹ nhân k đã xỉu cấp xỉu đau vì loạt drama vướng vào mình. Đỉnh cao nhất phải là loạt ồn ào tình ái của Han So Hee khi cô đang đà đi lên trong sự nghiệp thì bỗng bị dính vào con quỷ tình yêu, biến bản thân từ mỹ nữ vạn người mê thành mỹ nữ vạn người chê. Đầu năm 2024, Han So Hee khiến cõi mạng đứng ngủ.